Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn quay khoang về thành tích chống dịch Covid-19 của mình. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các biện pháp hành chính chống dịch mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng rất tốn kém. Chuyên gia thậm chí còn cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh để kiếm tiền. Song song với các biện pháp phòng chống dịch, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngừng đàn áp tiếng nói của người dân để bảo vệ hình ảnh của mình. Chính quyền đã theo dõi gia đình có người thân tử vong sau khi tiêm vaccine không cho họ đăng thông tin lên mạng. Thậm chí, một người đàn ông lên tiếng về cái chết của cha mình sau khi tiêm đã bị buộc tội là làm do rỉ bí mật quốc gia. Tại quốc gia láng giềng của Trung Quốc, hàng trăm nghìn nông dân Ấn Độ đã biểu tình yêu cầu chính phủ bãi bỏ ba điều luật nông nghiệp mới có nguy cơ đe dọa sinh kế của họ. Những người biểu tình thẳng thương cảnh báo hoặc bãi bỏ luật hoặc đối mặt với thất bại trong cuộc bầu cử tiểu bang. Tại một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các bộ trưởng cấp cao của nước này sẽ có chuyến thăm chính thức tới Mỹ trong vài tuần tới. Một số tin tức nổi bật khác Úc cân nhắc cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà Đường phố Bangkok nhộn nhịp khi Thái Lan sống chung với dịch Người Nga biểu tình chống lại áp lực của chính phủ với các hãng tin độc lập Mưa lớn khiến căn cứ cũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Thiểm Tây bị sập Thủ tướng Đức ủng hộ thủ hiến bang đông dân nhất làm người kế nhiệm Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 6 tháng 9 của Đài Căn Hạt TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Bộ trưởng Y tế Úc Gretchen ngày 6 tháng 9 xác nhận chính phủ nước này đã phê duyệt 28 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh và cơ quan quản lý dược phẩm Úc TGA sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ trưởng Han cho biết, cơ quan quản lý dược phẩm Úc đang đánh giá xem liệu các bộ xét nghiệm nhanh nói trên có thể được thực hiện mà không cần tới sự giám sát của nhân viên y tế hay không, và dự kiến sẽ đưa ra quyết định phê duyệt sớm nhất trong 3 tuần tới. Các bộ xét nghiệm nhanh này có thể cho kết quả trong vòng 15 phút hiện đang được sử dụng tại nơi làm việc, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và một số cơ sở khác ở Úc. Hiện Anh, Mỹ và châu Âu đã cấp phép sử dụng các bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nhà nhằm giúp phát hiện sớm các ca cá mắc COVID. Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc, John Scarris, cho biết các xét nghiệm kháng nguyên nhanh không chính xác bằng xét nghiệm PCR, nhưng lại phát huy hiệu quả hơn ở những nơi có nhiều ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, thành phố Bangkok nằm trong danh sách 29 tỉnh thành, được nới lỏng các hạn chế COVID-19 từ ngày 1 tháng 9. Một số dịch vụ và các địa điểm được phép mở cửa lại nhằm phục hồi nền kinh tế sau thời gian dài giãn cách xã hội. Dù chính quyền thành phố Bangkok đã nới lỏng một số biện pháp giãn cách, người dân vẫn được yêu cầu tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid như đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và xịt khử khuẩn tránh tiếp xúc gần. Các nhà hàng và quán ăn được phép phục vụ ăn uống đến 8 giờ tối. Các địa điểm vui chơi giải trí thuộc mọi loại hình vẫn phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các trung tâm thương mại đã mở cửa lại nhưng nhiều cửa hàng ký ốt vẫn đóng cửa. Lượng khách tham quan, mua sắm không bằng như trước dịch. Chỗ ngồi cho khách ăn tối sẽ được giới hạn ở mức 50%, sức chứa với nhà hàng có máy lạnh và 75% đối với nhà hàng ở ngoài trời. Khách dùng bữa yêu cầu xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn trước khi vào quán. Các trung tâm mua sắm có thể tiếp tục hoạt động bình thường cho đến 8 giờ tối. Các cửa hàng massage, chăm sóc sức khỏe, tiệm spa chỉ được phép mở cửa trở lại đối với các dịch vụ massage chân. Các tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện được phép tiếp nhận những khách hàng đặt lịch hẹn trước với thời gian phục vụ 1 giờ cho mỗi khách trường học, rạp chiếu phim, công viên nước và công viên giải trí, hồ bơi, trung tâm thể dục và trung tâm trò chơi, cũng như các nơi tổ chức hoạt động tiệc và hội hình họp sẽ vẫn đóng cửa. Các quán ăn về hè cũng được mở bán lại. Nhà ga tàu điện ngầm ghi nhận vắng khách trong những ngày đầu Bangkok thử nghiệm chung sống với dịch Covid. Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi số ca mắc Covid mới tại nước này có xu hướng giảm trong những ngày qua. Tuy nhiên, Tổng cục du lịch Thái Lan cảnh báo tất cả các khách du lịch cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 khi đến Thái Lan. Thưa quý vị, hôm thứ Bảy, mùng 4 tháng 9, một số ứng viên đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Nga đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ nhằm phản đối cuộc đàn áp gần đây của chính quyền Nga đối với các phương tiện truyền thông độc lập. Trong bài phát biểu của mình, các ứng viên đã lên án việc gần đây chính phủ Nga chỉ định một số hãng truyền thông độc lập là điệp viên nước ngoài. Việc dán nhãn các hãng truyền thông này là đặc vụ có thể là mất uy tín và có hàm ý xúc phạm mạnh mẽ. Nikolai Kasksky, người đang tranh cử vào quốc hội cho biết, các nhà chức trách của chúng ta muốn xóa sổ hoàn toàn lĩnh vực truyền thông, việc cản cho các hãng truyền thông độc lập như Doz, Meduza và các phương tiện truyền thông khác là điểm viên nước ngoài là những bước tiến để thiết lập một chế độ độc tài như tác giả George Orwell đã mô tả với khẩu hiệu chính là sự ngu dốt là sức mạnh. Các phương tiện truyền thông độc lập, nhà báo. Những người ủng hộ phe đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền ở Nga đã phải đối mặt với áp lực gia tăng trước cuộc bỏ phiếu quốc hội ngày 19 tháng 9. Trong những tháng gần đây, chính phủ Nga đã chỉ định một số hãng truyền thông độc lập và các nhà báo là điệp viên nước ngoài. Nhà của một số phóng viên nổi tiếng cũng bị đột kích. Hai hãng tin tức đã phải đóng cửa sau khi nhà chức trách cáo buộc họ có liên kết với các tổ chức không được chấp thuận. Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang bóp nghẹt báo chí tự do và khẳng định rằng việc bị định danh là điệp viên nước ngoài không ngăn cản hoạt động của các hãng tin. Làn sóng đàn áp các hãng tin độc lập đã thúc đẩy các cuộc bầu tình ở Moscow hai tuần trước, 12 nhà báo đã bị bắt giữ sau khi đến cơ quan an ninh Liên bang Nga để phản đối luật giảm nhãn báo chí độc lập là điệp viên nước ngoài. Không có vụ bắt giữ nào được báo cáo tại cuộc bầu tình vào thứ bảy. Theo tờ Financial Times, Ngân hàng Trung ương Nga chỉ ra rằng nếu không kiểm soát được lạm phát, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với quy mô như năm 2008 có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 18 tháng. Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra một báo cáo cảnh báo rằng trong thời kỳ phục hồi sau dịch Covid, mức nợ của khu vực công và tư nhân đã tăng vọt. Điều này có thể khiến kinh tế toàn cầu xấu đi nhanh chóng và đáng kể. Nếu cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Fed tăng lãi suất để dập tắt lạm phát. Báo cáo cũng chỉ ra rằng khi Fed tăng lãi suất, các nhà đầu tư sẽ bán các tài sản rủi ro và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn cầu GDP có thể chậm lại xuống mức 1,1%. Quan trọng hơn, một khi lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát, một cơn sóng thần tài chính toàn cầu tương tự năm 2008 có thể xảy ra trong 18 tháng tới. Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán các quốc gia thị trường mới nổi với mức nợ nước ngoài cao sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ tăng đáng kể và các quốc gia mắc nợ nhiều khó trả nợ. Vì vậy, một cuộc khủng hoảng tài chính lớn trong nền kinh tế toàn cầu sẽ xảy ra vào quý 1 2023. Cuộc khủng hoảng này có thể so sánh với quy mô của khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Mặc dù các quan chức ngân hàng Trung ương châu Âu và Mỹ đều cho rằng việc tăng giá chỉ là tạm thời, nhưng Thống đốc ngân hàng Trung ương Nga Evera Nabilulina hồi tháng 7 cho biết áp lực lạm phát gia tăng ở Nga có thể là lâu dài. Đồng thời với việc nới lỏng các hạn chế đối với dịch bệnh ở châu Âu đã giúp sản lượng kinh tế trong quý 2 trở lại mức trước dịch. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn Capital Economics, đồng thời với việc khôi phục kinh tế ở châu Âu là sự gia tăng đáng kể của áp lực giá lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 7 và không có dấu hiệu giảm xuống. Những ngày gần đây, mưa xối xả đã xảy ra ở nhiều nơi tại Thiểm Tây. Ngày 3 tháng 9, mưa lớn khiến căn cứ cũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở huyện An Đài, Diên An, Thiểm Tây bị sập. Một đoạn video do dân địa phương ghi lại cho thấy ít nhất 6 hầm trong căn cứ đã bị sập. Đám đông gần đó đã hò reo, các quan chức cho biết không có thương vong nào xảy ra trong vụ việc. Tháng 10 năm 1934, lực lượng chủ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Hồng quân bị quân Quốc dân Đảng bao vây và truy đuổi và buộc phải chạy trốn. Tháng 10 năm 1935, lực lượng Hồng quân đã đến thị trấn Ngô Khởi, Diên An. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông đứng đầu và Trung ương Hồng quân đã thành lập thành trì và căn cứ đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An. Bình luận về việc căn cứ cũ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An bị sập một vùng lớn, dân mạng nói: "Điều đó cho thấy tổ kiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị nghiêng đổ và thời gian của nó không còn nhiều nữa." Đại dịch Covid-19 đã kéo dài hơn một năm. Các biện pháp hành chính chống dịch mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng rất tốn kém, nên kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, công việc, cuộc sống và học tập của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cách chống dịch của Bắc Kinh đã bị ngoại giới chỉ trích mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 9, ông Trịnh Trung Vĩ, giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y tế Quốc gia cho biết, các biện pháp chống dịch của Trung Quốc như cách đi nghiêm ngặt, kiểm tra toàn bộ nhân viên, vân vân sẽ không dễ thay đổi. Chia sẻ với Epoch Time, tiến sĩ Hoài Hải ưng, phó chủ tịch của một công ty công nghệ sinh học Hoa Kỳ phân tích. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng biện pháp quét sạch virus và thử nghiệm axit nucleic quy mô lớn đã gây ra tài họa quốc gia về tài chính, bởi vì có những lợi ích kinh tế to lớn đằng sau việc xét nghiệm axit nucleic. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thu được nhiều lợi nhuận với việc xét nghiệm trên diện rộng. Vào ngày 28 tháng 1 năm nay, tuần báo Tin tức Trung Quốc đã đăng một báo cáo với tiêu đề: Trung Quốc có thể xét nghiệm 100 triệu người mỗi ngày thử nghiệm axit nucleic tạo ra một huyền thoại. Một công ty chứng khoán phân tích rằng, nhu cầu tổng thể về xét nghiệm axit nucleic trong dịp năm mới sẽ là trong 600 triệu lần và các nhà sản xuất kit xét nghiệm sẽ có thị trường từ 15 đến 30 tỷ nhân dân tệ. Điều này có thể mang lại mức tăng thị trường từ 60 đến 120 tỷ nhân dân tệ trong việc xét nghiệm. Trước đó, Tăng Quang, cựu khoa học gia dịch tễ học CDC Trung Quốc đã nói với báo chí rằng khi cộng đồng bị phong tỏa, mọi người không thể ra ngoài và các nhà máy không thể hoạt động bình thường nhưng những thiệt hại này so sánh với GDP thì không là gì cả. Ví dụ, ông nói rằng, ban đầu Vũ Hán đã làm xét nghiệm axit nucleic cho hàng chục triệu người. Có người nói rằng đó là một sự lãng phí, nhưng việc xét nghiệm tiêu tốn 900 triệu nhân dân tệ chỉ tương đương với GDP của Vũ Hán trong 5 hoặc 6 giờ một ngày. Tiến sĩ Ưng phân tích, chi phí cho công tác phòng chống dịch luôn là hàng trăm tỷ, bao nhiêu trăm triệu, vậy lợi nhuận thì sao? Khi đó lợi nhuận nhìn chung ít nhất là một nửa, và nhiều hơn nữa đó có thể là một món lời cách xù. Theo ông ưng, không chỉ xét nghiệm axit nucleic mà việc tiêm chủng quy mô lớn bằng vaccine sản xuất nội địa và các biện pháp cách đi nghiêm ngặt đều mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ Epoch Times đưa tin, theo các nguồn tin từ Trung Quốc đại lục, các nhà chức trách Trung Quốc đã gây áp lực và bịt miệng những gia đình có thân nhân tử vong sau khi tiêm vaccine COVID. Trong hai tháng qua, ít nhất hai người đã chết sau khi tiêm vaccine Trung Quốc ở thành phố Trung Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Kể từ đó, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo dõi gia đình của những người này. Thậm chí, một người đàn ông lên tiếng về cái chết của cha mình sau khi tiêm vaccine đã bị buộc tội là làm do dị bí mật quốc gia. Đoạn phim từ một camera giám sát cho thấy, ngày 13 tháng 7, bà Cai Hưa, một công dân Trung Quốc đã ngất xỉu 10 phút sau khi tiêm vaccine tại một trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng. Theo chị gái bà, bà Trái Bang Dinh, bà hứa qua đời 3 tuần sau đó. Chia sẻ với Epoch Time, bà Bang Dinh cho biết, mình đang điều tra nguyên nhân cái chết của em gái mình. Vào ngày 14 tháng 8, bà Băng Ninh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát quận. Họ đã cấm bà đăng bất cứ thứ gì liên quan lên mạng liên quan đến cái chết và việc tiêm phòng của bà Hứa. Hai ngày sau, cảnh sát đến nhà bà Băng Ninh vào tối muộn, sáng sớm ngày 23 tháng 8, một nữ cảnh sát họ Cùi cùng một số người đã xuất hiện ở lối vào tòa nhà trung cư của bà. Gia đình bà Băng Ninh đã điền vào một mẫu đơn giữa tháng 8, yêu cầu chẩn đoán và thẩm định đối với cái chết của bà Hứa nhưng họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Bà Băng Dinh tin rằng cái chết của em gái mình là do tiêm chủng và chính phủ phải chịu trách nhiệm. Một trường hợp khác là một công dân trùng khánh đã chết vào ngày 16 tháng 7. Trước đó 2 ngày, ông đã đi tiêm vaccine tại một bệnh viện địa phương và xuất hiện các phản ứng phụ sau đó. Xẻo Phu Pin, con trai của người này đã đăng trên Internet rằng cha của anh đã chết 32 giờ sau khi tiêm vaccine, bất chấp các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp. Một nguồn tin đáng tin cậy nói với The Epoch Times ngay sau khi thông điệp của Pubin được chuyển đi, cảnh sát đã xác định được Pubin và tuyên bố rằng anh bị nghi ngờ làm lộ bí mật quốc gia. Theo nguồn tin này, khoảng 5 người khác ở Trùng Khánh đã tử vong sau khi tiêm vaccine, nhưng chính quyền địa phương hiện đang theo dõi và quản lý điện thoại di động của người thân những nạn nhân này. Thị trường chính quyền thành phố Hoài Bắc vào ngày 19 tháng 8 cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được mức bao phủ tiêm chủng cho 1,1 tỷ người vào cuối tháng 10. Thưa quý vị, Hàng trăm nghìn nông dân đã tập trung tại bang nông dân nhất của Ấn Độ, Uttar Pradesh, hôm Chủ nhật để biểu tình, buộc chính phủ bãi bỏ ba điều luật nông nghiệp mới. Theo cảnh sát địa phương, hơn 500 000 nông dân đã tham dự cuộc biểu tình ở thành phố Muja, Phanaga, bang Uttar Pradesh. Ông Rakesh Tikai, một nhà lãnh đạo nông dân nổi tiếng cho biết, Chúng tôi sẽ tăng cường phản đối bằng cách đến từng thành phố và thị trấn của tiểu bang Uttar Pradesh để truyền tải thông điệp rằng chính phủ của ông Modi đang chống lại nông dân. Trong 8 tháng qua, Hàng chục nghìn nông dân đã cắm trại trên các đường cao tốc chính đến thủ đô New Delhi để phản đối điều luật nông nghiệp này. Được giới thiệu vào tháng 9 năm ngoái, luật nông nghiệp mới của Ấn Độ cho phép nông dân bán trực tiếp nông sản của họ cho người thu mua lớn, ngoài các chợ đầu mối do chính phủ quản lý. Chính phủ cho biết điều này sẽ giúp đỡ nông dân và giúp họ có được giá tốt hơn. Tuy nhiên, nông dân cho rằng điều luật mới sẽ làm tổn hại đến sinh kế của họ, khiến nông dân ít có khả năng thương lượng với các nhà bán lẻ và chế biến thực phẩm tư nhân lớn. Nông nghiệp là lĩnh vực lớn, nuôi sống gần một nửa trong số hơn 1,3 tỷ người Ấn Độ và chiếm khoảng 15% trong nền kinh tế của đất nước. Một lãnh đạo nông dân khác cho biết, cuộc bầu tình hôm Chủ nhật là lời cảnh báo đối với Thủ tướng Modi và đảng của ông, khi mà năm sau sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở Uttar Pradesh. Ông nói, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, hoặc bãi bỏ luật, hoặc đối mặt với thất bại trong cuộc bầu cử tiểu bang. Truyền thông Anh ngày 6 tháng 9 đưa tin, Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng cấp cao nước này sẽ có chuyến thăm chính thức tới Mỹ trong vài tuần tới. Theo kế hoạch, Thủ tướng Boris Johnson sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Dominic Raab, Bộ trưởng Nội vụ Pri Patel, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và một số thành viên khác trong nội các của Anh dự kiến sẽ tới Mỹ để tham dự các cuộc gặp và hội nghị trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10, 2021. Mỹ và Anh có mối quan hệ đồng minh gắn kết trong thế kỷ 20, có lợi ích đan xen trong tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại. Tính đến, đến năm 2019, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, trong khi Anh là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ. Hồi tháng 6 2021, bên lề hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo nhóm, các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Thủ tướng Anh Johnson đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhân dịp này, ông Johnson đã nhấn mạnh quan hệ Anh-Mỹ là mối quan hệ sâu sắc, ý nghĩa và không thể hủy hoại, đóng vai trò quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng của cả châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ ứng viên Armin Laschet, thủ hiến của bang North West Phalia, trở thành người kế nhiệm của bà. AP đưa tin, tuyên bố này được Thủ tướng Đức Merkel đưa ra vào ngày 5 tháng 9, khi cùng ông Laschet đi thăm thành phố Hagen của bang và các khu vực lân cận. Những nơi này bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt hồi tháng 7. Ông Laschet đang là thủ hiến của bang Nordai Westphalia, bang đông dân nhất nước Đức. Phát biểu với báo chí, bà Merkel tuyên bố rằng, ông Laschet là người có khả năng lãnh đạo. Bà nói, Amin Laschet, lãnh đạo bang lớn nhất nước Đức rất thành công. Một người có thể lãnh đạo bang này cũng có thể trở thành thủ tướng và lãnh đạo nước Đức. Ông Laschet, người cũng là chủ tịch của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của bà Merkel, hiện đang bị tụt lại phía sau so với ứng viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đức trong các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Merkel cũng nói rằng bà hy vọng cả hai phe trong chính phủ sẽ sẵn sàng hợp tác trước cuộc bầu cử. Đồng thời, nhà lãnh đạo này nói thêm rằng bà hoàn toàn ủng hộ ông Laschet. Bà Merkel nói, Chúng ta đang có rất nhiều việc cần phải giải quyết cùng một lúc đại dịch Covid lũ lụt và sau đó là cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng khi hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ làm tốt công việc. Amin Laschet biết rằng tôi ủng hộ ông ấy theo AP, cuộc bầu cử quốc hội của Đức sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của Đài Cần TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.